Sau vợ của Bằng Kiều, tỷ phú Hoàng Kiều cũng tuyên bố nuôi 23 người con nuôi của Phi Nhung. Chia sẻ của tỷ phú Hoàng Kiều lập tức được công chúng quan tâm. Trên trang cá nhân vào tối ngày 28 tháng 9, tỷ phú Hoàng Kiều có chia sẻ bất ngờ liên quan tới các con nuôi của Phi Nhung. Khoảnh khắc hiếm hoi khi Phi Nhung nằm viện điều trị Covid-19, thở không ra hơi nhưng vẫn cố cất giọng hát, đọc ngay. Cụ thể, trên trang cá nhân, tỷ phú Hoàng Kiều đã chia sẻ lời tiễn biệt dành cho Phi Nhung, thành kính chia buồn cùng gia đình Phi Nhung, nguyện cầu cho hương linh Phi Nhung sớm về cõi vĩnh hằng, vô cùng thương tiếc. Đặc biệt, tỷ phú Hoàng Kiều còn khẳng định rằng Phi Nhung đã ra đi để lại 23 con nuôi mồ côi, Hoàng Kiều sẽ đứng ra giúp đỡ, tiếp tục nuôi nấng cho các em thành người. Tỷ phú Hoàng Kiều xin được nuôi các con của Phi Nhung. Trước đó, vào chiều ngày 28 tháng 9, Trizzie Phương Trinh, vợ cũ Bằng Kiều đã chia sẻ việc cô sẽ thay Phi Nhung lo cho các con nuôi. Em ra đi thanh thản em nhé, không còn gì để vướng bận. Các con nuôi của em đã có chị lo. Riêng Wendy sẽ luôn được che chở bởi bà ngoại và các dì cậu như bao nhiêu năm qua gia đình đã từng. Chị biết em đang khóc nè, đừng khóc nữa nhé, phải đẹp, phải cười thật tươi vì mình đang được rước về trời mà. Đừng buồn, một ngày nào đó chị em mình sẽ gặp lại nhau thôi, thương em nhiều. Vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ việc bản thân sẽ thay Phi Nhung chăm sóc các con nuôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.